Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp ha về cái thằng ASP và cái web bán hàng của mình. Thì ở đây mình share cho các bạn cái giao diện này ở cái phần comment các bạn, ở phần mô tả video các bạn thấy cái đường link ha, các bạn click vào rồi các bạn download về ha, đường link Google Drive các bạn ha, để các bạn download về. Thì sau khi các bạn download về á thì các bạn giải nén ra ha. Mình sẽ có được cái những cái CSS là phong size như thế này, những cái file, những cái folder như thế này ha. Rồi chị send email gì đây trời. Rồi sau đó là gì, các bạn mở lên cho mình cái sụp của mình ha. Sụp ASP của mình là shopping tutorial nè. Rồi các bạn vào shopping tutorial ha, các bạn vào cho mình là cái thư mục là root nè, ở đây nó chứa là CSS, JS và library nè. Thì ở đây á các bạn sẽ vào CSS cho mình, đầu tiên mình sẽ copy CSS trước ha, copy hết tất cả CSS nè, các bạn bắt vào đây cho mình. Rồi tiếp tục tới là cái JS ha, JS rồi, ok, Ctrl C ha, các bạn copy cái này cũng dễ thôi ha. Rồi bạn xóa đi cái size cho mình ha, các bạn bắt ra cho mình. Rồi ở cái shopper này, cái hình ảnh á, thì đây á, ở đây nó có rất nhiều hình ảnh mà của cái theme của mình, nhưng mà thôi mình không cần phải copy đâu hả các bạn ha, mình không cần copy cái hình ảnh này. Rồi các bạn quay lại cho mình cái root nè, ở đây các bạn sẽ tạo cho mình một cái folder mới có tên là hình ảnh đi, để sau này mình sẽ chứa những cái hình ảnh vào đây ha. Ở đây các bạn copy cho mình một cái hình ảnh home để mình sử dụng, mình làm được một cái thôi các bạn, cái nào cũng được. Ở đây mình sử dụng gallery đi, copy gallery đi, hình ảnh bắt cái này rồi, ok, sử dụng một cái thôi, mất công copy quá nặng mấy cái hình ảnh này của cái dữ liệu thêm mà ha, không có xài tới. Rồi để mình coi vào CS mình copy qua rồi nè. Rồi ok, chỉ cần vậy thôi các bạn ha. Thì bây giờ các bạn sẽ lít lại cho mình cái hot reload để nó load lại cho mình ha. Rồi các bạn sẽ thấy nè, reload ha, lặp lại cho mình cái project của mình. Đây mình chạy lại đi ha, chạy lại. Đây nó không có thay đổi ta. Còn lại những cái này là mình rồi ok, chạy nó đi. Bây giờ các bạn vào cho mình cái phần home index nè. Ở đây các bạn xin lỗi các bạn ha, vào cho mình cái layout chứ. Đây là cái layout của nó này các bạn. À, rồi các bạn bỏ hết cho mình, bỏ hết luôn ha, các bạn bỏ hết, sau đó các bạn nhấn hot rồi đó lại. Thì đây sau khi bỏ thì nó sẽ để cho mình là như thế này, nó bị lỗi như thế này ha, kệ nó đi, nó bị lỗi như thế này kệ nó. Thì bây giờ các bạn sẽ mở lại cho mình cái eShopper nè, trong đây cái phần index nè ha, đây là cái trang chỉnh của cái giao diện ha, các bạn copy cho mình, sau đó các bạn quay lại cho mình cái phần layout, các bạn bắt ra ha, bắt ra các bạn cứ connect cho mình. Rồi bạn cứ connect cho mình ha, sau đó là để lưu lại, sau đó các bạn hot reload lại lần nữa, reload lại lần nữa cho mình ha, hoặc là các bạn có thể chạy lại để bắt lại nha, bắt lại coi coi. Rồi nó vẫn bị lỗi không sao cả ha. Bây giờ các bạn sẽ quay lại cho mình cái phần layout nè, ở đây nè, vào CSS ha, các bạn cho mình là xấp xỉ, sau đó là vào CSS thì mình sẽ lấy được cái gì các bạn, bootstrap.min.cs ha. Rồi các bạn cứ điều chỉnh cho mình là xấp xỉ nào đó. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ gì để bắt lại ha, hoặc các bạn hot reload lại lại. Rồi nó cũng bị lỗi ha, thì tại vì là bây giờ các bạn quay lại cho mình cái phần layout đi, layout ha. Rồi bạn cứ chỉnh cho mình xấp xỉ để mình ấy cái CSS với cái JS trước ha, cái JS thì nó sẽ nằm dưới đây. Xấp xỉ cho mình ha.
không bị lỗi ha. Rồi thì tại sao các bạn quay lại cho mình cái phần index là của cái phần home nha, phần index của phần home các bạn xóa đi hết cho mình, các bạn xóa đi hết cho mình ha. Rồi ở đây á các bạn xác định là các bạn mở lại cho mình cái mẫu nè ha, mở lại cho mình mẫu thì mình xác định là mình sẽ giữ lại phần nào ha và mình chạy phần nào. Thì từ cái menu nè, tại tất cả các trang các bạn, bây giờ các bạn vào trang React nè, tất cả các trang đều gì các bạn, tất cả các trang đều có là phần từ trên này trở xuống cái phần menu đúng không, phần menu trở lên là tất cả các trang đều phải có ha. Còn những cái phần là phần main nè, cái footer thì cũng phải có luôn ha, cho tất cả các trang, chỉ có phần này nó thay đổi nè ha, chỉ có phần này là cái đổi từ cái category nè, từ cái favorite item nè ha. Thì cái là phần main là kéo xuống đây thì nó sẽ kết thúc ở đây đúng không. Thì các bạn sẽ xem nè, trong cái theme của mình nè, các bạn quay lại cái layout ha, ở đây là mình sẽ có là gì, phần footer nè mình không tính tới ha. Rồi bây giờ cái phần đầu tiên nè, cái phần body, phần header nè mình đóng lại ha, phần slider mình đóng lại. Rồi thì ở đây nó chỉ cần phần section đúng không, phần section thì từ cái phần section này, đây đây là cái phần main nè các bạn, phần main nè của từ cái category nè, đây các bạn sẽ thấy là main nè, category nè ha, cái này là left sidebar, là cái thanh sidebar nằm bên trái nè, đây thanh sidebar nằm bên trái nó bao gồm là category brand và những cái price brand nè, kéo giá nè ha, và một cái hình ảnh khi shipping worldwide. Rồi Paid Right, Featured Item nè các bạn, Featured Item là sản phẩm mới nhất nè, đây là phần bên phải ha, đây là phần bên phải, đây là phần bên trái là ba cột, phần bên phải là chín cột nếu mà các bạn học Bootstrap ha, ba cột chín cột là tổng cộng 12 cột ha. Đó rồi thì bây giờ mình sẽ gì, cái ba cột này á, bây giờ cái phần row này ha, cái phần row này thì các bạn sẽ copy là từ cho mình từ cái thằng row đi, à không, phần ba cột và phần chín cột để các bạn copy cho mình phần này, cut đi ha, các bạn cut đi, sau đó các bạn qua phần index là các bạn bắt ra. Rồi các bạn bắt ra ha, sau khi các bạn bắt ra rồi thì bây giờ các bạn thử refresh lại, debug lại ha, các bạn thử debug lại thì nó sẽ biến mất. To ignore layout, à quên, ở đây nè để nó hiển thị hết lỗi thì ở đây các bạn quay lại phần layout cho mình nè, ở đây các bạn sử dụng cho mình là render body, à, phương thức render body đi đó, và nó sẽ hết hết bị lỗi. Các bạn build cell layout to ignore code ignore body. Ở đây các bạn sẽ bỏ bỏ cho mình cái dấu chấm phẩy ha. Bây giờ mình sẽ chạy lại các bạn ha, sẽ chạy lại các bạn debug lại ha, nó sẽ không bị lỗi đâu các bạn. Đây sẽ chạy được nè các bạn, nó sẽ chạy được nè ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ trang index nè, home nè, index. Rồi ở đây thì mình sẽ xem cái favorite item đấy, cái này là ba cột website thì bạn đóng lại cho mình ha. Favorite item thì ở đây nó sẽ lặp lại là bốn cột như thế này các bạn, mỗi sản phẩm nó sẽ lặp lại bốn cột như thế này ha. Thì ở đây mình sẽ không cần, mình sẽ bỏ đi các bạn cho nó dễ nhìn ha, bỏ đi. Cần một sản phẩm thôi các bạn. Đây các bạn sẽ sử dụng, các bạn mở lên cho mình cả cái shop tutorial. Sau đó là mình sẽ vào cái mà thôi, cái này là mình sẽ hướng dẫn các bạn ở những clip sau đi, mất công một clip này nó bạn link cho mình là cái hot reload đi ha, để reload lại. Rồi những cái tab này á thì bây giờ các bạn hiện tại mình chưa cần, các bạn xóa đi. Recommend item cũng vậy các bạn, mình không cần, mình sẽ xóa đi nha các bạn. Rồi chỉ cần cái favorite item như thế này thôi, để cho nó căn bản nhất ha các bạn ha.
Và cái phần category á, bây giờ sẽ, các bạn sẽ cắt cái sidebar cho mình ở cái view nè, cái serif chứ. Bây giờ các bạn sẽ add cho mình ha, ở serif nè, mình sẽ sử dụng là partition các bạn ha, partition. Các bạn add cho mình là cái razor component ha, các bạn add cho mình là cái razor component. Rồi ở đây cái razor component đó, thì các bạn sẽ chọn cho mình là razor view ha, razor view. Ở đây các bạn sẽ đặt tên cho mình ha, vì là cái partition cho nên các bạn phải có một cái dấu gạch dưới như thế này các bạn, cái dấu gạch dưới như thế này ha. Rồi các bạn đặt tên cho mình là sidebar, sidebar ha. Các bạn có thể là đặt là sidebar partition cũng được ha, partition cũng được. Rồi ok các bạn ạ. Rồi thì trong sidebar này á, bây giờ các bạn sẽ quay lại cho mình cái thằng index nè, các bạn copy hết cho mình cái phần left này, x3 code, x9 code, copy hết cho mình cái phần này ha, left sidebar. Rồi cut đi, sau đó các bạn quay lại cho mình là sidebar partition, bạn bác ra cho mình. Rồi bây giờ mình hot reload lại ha, review và apply change. Đây thì nó sẽ mất cái cột bên các bạn ha. Thì để gọi lại á, các bạn chỉ việc là quay lại cho mình cái led, bạn để cho mình là tmail chấm partition. Rồi các bạn gọi lại cái tên partition của mình là sidebar, sidebar partition các bạn. Rồi ok, bây giờ các bạn hết reload lại ha, đây nó gọi lại cho mình là các bạn đó. Thì cái bạn partition nó giống như cái phần include các bạn ha, include những cái thành phần ha, include những thành phần. Thì thay vì mà các bạn ví dụ như sau này các bạn sửa có sửa sidebar thì thay vì các bạn vào từng trang mà các bạn sửa ha, thì các bạn chỉ việc là sửa ở một cái trang như là sidebar partition này thôi, thì tất cả những cái trang mà nó chứa cái nó gọi ha, tất cả những cái trang mà nó chịu gọi sidebar partition này á, thì nó sẽ cùng thay đổi theo ha. Chứ mà ví dụ như mà các bạn có 10 trang hoặc các bạn có 5 trang mà mỗi lần sửa sidebar các bạn vào từng trang từng trang từng trang một sửa thì nó lâu hơn các bạn ha. Rồi